Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, trong chắc mấy ngày nay thì quý vị cũng đã nghe những cái thông tin và những cái lời của anh Hai Vũ Lưng nói về Học Loan và Ni qua những cái đoạn ghi âm mà được tung lên trên mạng xã hội. Đây là một cái điều mà làm cho cô bé Hồng Loan phải bật khóc khi mà livestream bán hàng. Anh Hai ơi, sao lại để Hồng Loan, em gái của mình, một lần khóc nữa? Tất cả trách nhiệm, tất cả những yêu thương mà ba Vũ Linh ngày xưa để lại cho anh Hai đâu rồi? Đây là một cái chuyện làm cho mình cũng thấy nó hơi khó xử, phải không các bạn ha? Đối với lại cô bé Hồng Loan thì không biết trả lời như thế nào, không biết phải đối diện với anh Hai mình như thế nào, và không biết phải trả lời với khán giả bằng những cái từ ngữ nào khi mà anh Hai lại có những cái lời lẽ không tốt đẹp về mình. Biết chứ, ví dụ mà mình ở trong hoàn cảnh của như Hồng Loan đi thì các bạn có cảm thấy bẽ bàng hay không? Các bạn có cảm thấy thất vọng hay không? Có cái điều thắc mắc là ai đã đưa những thông tin đó cho những YouTuber không được trong sáng, đại khái là phía bên kia đưa lên trên công dân mạng trong cái giờ mà cái cuộc thư kiện nó sắp về đích. Chúng ta ai cũng biết rằng ở bên kia thì họ chỉ thôi thốt mà thôi. Họ chỉ chống chế lại những cái điều làm sai trái của họ. Trong cái vụ kiện này, con ruột hay con nuôi có hợp pháp là được rồi. Hồng Loan vẫn là người thừa hưởng tất cả tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hàng thứ nhất. Điểm đó là một cái điểm mạnh mà không ai chối từ, và hợp pháp cũng không có ai có thể mà hủy hết được. Ngay cả ông quan tòa cũng không bao giờ hủy được cái giấy khai sinh của Hồng Loan ba mươi mấy năm trời với cái tên là Võ Thị Hồng Loan. Trừ ra người cha của mình còn sống, và ông ấy từ Hồng Loan, và ông ấy nói sự thật Hồng Loan là cái gì cái gì. Nhưng mà ông ấy từ lúc mà đem Hồng Loan về cho tới lúc mà ngài cố nghệ sĩ ra đi, ông ấy vẫn khẳng định tôi chỉ có mỗi đứa con gái duy nhất là Hồng Loan. Bao nhiêu clip, bao nhiêu trình báo chí, chúng ta cũng đã thấy rõ cái điểm này rồi, phải không quý vị ha? Ở bên phía bên kia có những cái YouTuber mà dẫn dắt dư luận rất là sai trái. Họ có thể đổi đen thành trắng bằng một cách trơ trẽn như là cái ngày cúng đám giỗ của bà nội. Thì tại sao bay ra ngoài Hà Nội đi làm việc ở ngoài đó mà không cúng giỗ bà nội? Cái việc lên lịch là ở bên tòa án người ta đã lên lịch rồi. Luật sư Ngọc, Hồng Loan và Ni phải đi. Và hơn nữa, cúng bà nội không phải, nếu mà truy ra, không phải là trách nhiệm của Hồng Loan mà là trách nhiệm của ông Bảy. Ông Bảy là con trai, mà con trai út nữa, thì ông Bảy phải có trách nhiệm cúng mẹ của mình, chứ không phải đổ tất cả trách nhiệm cho Hồng Loan, cũng như là ôm tiền phúng điếu, mang tất cả cái số tiền quyên góp của 11 cái tài khoản mang đi hết, rồi đổ trách nhiệm cho Hồng Loan là phải trả cái ân, cái tình, cái nghĩa lợi cho những người khác. Đây là việc làm vô nhân tính, việc làm tham lam, đùng tách trách nhiệm cho người khác. Còn mình thì nhẫn nhơ, hễ có cái gì lợi là mình lấy, hễ có cái gì sung sướng là mình hưởng, còn cực khổ gian nan và trách nhiệm thì đùng cho một đứa cháu. Như vậy người cô và người chú này có trách nhiệm không? Có trách nhiệm với cha mẹ không? Thử hỏi coi, người cô này đã làm gì với cái căn từ đường? Đến bây giờ cúng một mâm cơm cho mẹ mình cũng không được ngay sao? Đây là một người cô gì đây? Đây là một người con gì đây? Tôi không hiểu nổi trên thế gian này, trên xã hội này, có những người con, có những người cô, có những người chú như thế. Quay trở lại vấn đề của anh Hai, vấn đề ghi âm đó, thì ai là người đưa cho những YouTuber nói chuyện giống như là một người đầu đường xó chợ? Một hai YouTuber đó, nó ngang bướng, nó dùng những danh từ vô văn hóa nhất ở trên mạng xã hội.
tôi cũng mong rằng mạng an ninh xã hội này hãy xem xét lại những con người, mà nhất là phụ nữ nữa, lên nói chuyện trên không gian mạng dùng những danh từ, tôi phải nói thật sự là xin lỗi quý vị nha. Nếu mà chúng ta ở trong gia đình thì chúng ta nói là hai từ rất là mất dạy. Chúng ta không thể nào ở trên không gian mạng này mà chúng ta chửi như là chửi hàng tôm hàng cá. Và xin lỗi một lần nữa những bạn, những anh chị bán hàng tôm hàng cá, tại vì có đôi lúc người ta so sánh như vậy, nhưng mà tôi biết các anh chị còn cao quý hơn những người này rất nhiều. Dùng những danh từ miệt thị người khác bằng những cái ngôn từ mà nhà trường không dạy mình. Ai đã cung cấp thông tin cho những người này? Những người này là những con người đâm thuê chửi mướn theo biết bao nhiêu drama nào cũng vậy, là đứng về phía bên gian ác không à? Tại vì sao? Được tiền. Khi mà chửi mướn được rất nhiều tiền. Các bạn có biết rằng là khi mà những cái con người như thế này á, nếu mà làm YouTube đứng về phe chính nghĩa không ai nhìn tới, không ai đếm xỉa tới, tại vì người ta biết quá rành về lý lịch suy yếu của người này, thì người này không thể nào là một YouTube chính nghĩa, là một YouTube có tiếng nói về pháp lý hay về cách cư xử, về cách triết học, về cách học làm người hay là đạo đức nhân phẩm. Người ta đã biết rành những con người này rồi, thì những con người này không thể nào đứng chung một chuyến tiếng với những người đàng hoàng tử tế. Những con người này là những con người đi làm từ thiện trục lợi cho bản thân của mình. Tôi đã từng nói rất nhiều lần, những con người này vào thì lại bán hàng xong là chửi người ta hết người này tới người kia, xong xuôi thì xin tiền mạnh thường quân. Đó là cái chiêu họ làm bao nhiêu mùa rồi, và bao nhiêu cái drama này là như thế. Những con người này vẫn còn tồn tại trên mạng xã hội thì tôi không thể hiểu biết được cái an ninh mạng xã hội ở Việt Nam làm việc như thế nào. Những người này phải tách rời họ ra khỏi xã hội, không thể nào họ cho lên mạng để chửi người này chửi người kia. Họ chỉ biết chỉ chửi để kiếm sống mà thôi. Bây giờ các bạn biết tại sao mà họ không thể nào đứng chung với những người đàng hoàng trong những cái nhóm YouTuber mà có tiếng nói về đạo lý, về nhân phẩm đạo đức con người ra. Tại vì họ lúc nào họ phải đứng bên phía bên kia, giống như là họ đóng vai phản diện, họ bắt buộc họ cả cuộc đời họ phải đóng vai phản diện. Thứ nhất là được trả tiền, thứ hai mới có người coi. Trong hai bên phía có nhiều người, các bạn cũng biết rằng là họ thích nghe những cái giọng điệu chửi bới, họ thích nghe những người phản diện lên nói, vì họ cũng là như vậy. Mây từng nào thì gió từng đó thôi, tất cả các bạn. Tôi có nghe đoạn anh hai có vẻ bực nhọc nói về cái vụ mà quay phim của Nguyên Vũ và Ni. Cái câu nặng nhất của anh hai nói rằng là quay một cái phim phản cảm rồi đưa lên trên mạng xã hội, rồi sau đó Hồng Loan gọi anh hai ơi giúp em. Giúp cái gì? Có biết cái gì đâu mà giúp. Mình nên nhớ rằng như thế này, những cái đoạn phim MV hơn cả người thân, MV mà Nguyên Vũ đã làm cho Hồng Loan là một MV nói về một câu chuyện mà nó có thật ngoài đời, chứ không phải dựa vào tất cả trong cái bối cảnh của Hồng Loan, chỉ một chút xíu mà thôi. Nó lên cái đẹp, nói lên cái xấu trong cái xã hội này, nó xảy ra nhan nhản mà ở đâu chúng ta cũng thường bắt gặp hết, thì gọi sau đó là phản cảm. Rồi còn nói rằng lỡ công an nó bắt này kia nọ, quay một MV nói về sự thật phản cảm, chứ đâu phải nói về bụi đời Chợ Lớn hay bụi đời Sài Gòn, hay là nói về mấy cái vụ rửa tiền, hay là nói những vấn đề chửi bới người ta trên không gian mạng mà công an họ tìm. Nếu họ tìm, họ nên tìm những người mà đã thao túng trả tiền cho những cái con người mà chửi mướn người ta đó.
đó, những con người mà dùng đồng tiền để trả cho người này, để nói xấu người kia, trả cho người kia để lên bên người nọ trên mạng xã hội. Theo tôi là như vậy, tại vì nó làm khuấy động đi mạng xã hội, nó làm cho mạng xã hội nó xáo trộn đi, và chúng ta không học được gì cái hay của mạng xã hội. Tôi thấy ở Việt Nam chúng ta ít có học được cái hay ở trên mạng xã hội, ít chứ không phải là nhiều. Tại sao ở nước ngoài người ta học hỏi với nhau? Tại vì YouTube là cái sự sáng tạo, hết câu chuyện này tới câu chuyện kia. Nhưng mà ở Việt Nam mình thật là nhiều drama, quá nhiều drama. Và mỗi lần drama như vậy thì có người tự ném đá dấu tay, rồi có người thì dùng đồng tiền để thao túng những người khác. Đây là việc làm tôi cảm thấy rất là bất nhẫn. Tình người thân nó mình không phải là như vậy. Các bạn thấy nếu mà nói cho công bằng, không phải là anh hai không có công trong cái sự giúp đỡ em út của mình, có chứ không, không có. Nhưng tôi nghĩ rằng có một chút xíu cái lòng ganh tị đối với anh hai, đối với lại Nguyên Vũ. Tôi thấy Nguyên Vũ đúng thật sự là một người đàn ông đến để giúp cho Hồng Loan với cái danh xưng là anh kết nghĩa là rất là đúng luôn. Không đòi hỏi, chịu trách nhiệm, giúp cho tới cùng. Nhưng nếu không có Vũ Lưng ở trong đó, tôi chắc rằng Nguyên Vũ sẽ ra mặt và đi đến cho trọn cái con đường thưa cái drama này luôn. Cái kiểu mà ra mặt chứ không phải bây giờ là, không phải là ở trong bóng tối. Nhưng mà Nguyên Vũ không có theo sát cái drama này, nhưng mà vẫn liên lạc với Hồng Loan và Ni. Tại vì có, đã có anh hai rồi. Phải không quý vị? Nếu không có anh hai, tôi nghĩ là Nguyên Vũ sẽ ra mặt đó. Nguyên Vũ sẽ làm bất cứ mọi thứ gì để bảo vệ và ủng hộ cho Hồng Loan. Nói về sự giúp đỡ, tôi thấy là Bình Tinh rất nhiều. Trả tiền cho cha mình ở trong nhà thương nè, rồi săn sóc cho cha mình nè, rồi cũng lên tiếng nói rằng không cần phúng điếu. Bình Tinh có thể lo chuyện đó. Tại sao mà không cho Bình Tinh lo cái chuyện đó mà phải có phúng điếu? Thì phải hỏi mẹ con cô Sáu đã có âm mưu không. Vừa nói xong xuôi thì có 11 cái tài khoản quyên góp liền. Đây là cái sự ủ mưu đã có từ lâu rồi. Số tiền ở hải ngoại gửi về cho cố nghệ sĩ rất là nhiều. Tôi rất tiếc là có một số người đến rồi lại đi. Có nhiều người lại không nghĩ tới cái mình đến vì cái gì. Mình đến vì cái gì mà bây giờ mình quay xe rồi mình nói xấu con cố nghệ sĩ. Tôi nói thiệt với các bạn, những con người quay xe, cố nghệ sĩ nếu mà lên thiên sẽ không tha cho các bạn. Không tha cho các bạn nếu các bạn làm lỗi gì với con của ông ấy. Các bạn nên nhớ như thế này nè ha. Hai vợ chồng gây lộn với nhau. Khi mà người vợ hay người chồng gì đó tâm sự với các bạn, thì các bạn đưa ra một cái ý kiến, các bạn nói phải làm như thế này nè, phải làm việc này với lại vợ của anh, hoặc là phải làm cái chuyện này đối với lại chồng của chị, chứ không thể nào mà im lìm hôm nay kia nọ. Chúng ta có thể đưa những cái ý kiến mà giống như là chúng ta là quân sư hay lắm, nhưng mà khi mà họ mà mưa thuận gió hòa lại rồi đó, bởi chồng người ta chỉ cãi nhau vài ba bữa thôi à. Khi mà người ta thuận hòa lại rồi đó, người ta hỏi ủa ý kiến nó ai đưa ra thì đó là ông này ông kia, lúc đó chúng ta mới là những người khốn nạn. Cho nên ở nơi đây thì cũng rất có nhiều người có ý kiến này, ý kiến kia, ý kiến nọ, và bắt buộc Hồng Loan phải đi theo những cái suy nghĩ, những cái việc làm của họ mà họ cho rằng là phải làm theo như vậy mới là đúng. Đâu có được. Cái kiện tụng, tranh tụng, cái sự kiện tụng này, tranh chấp tài sản, Hồng Loan, tôi nghĩ rằng cô ấy đã lớn rồi. Cô ấy có thể quyết định được những gì mà cô ấy cho là đúng.
Hơn nữa kế bên cạnh của Hồng Loan có một Hồng Ni nữa. Và cô này cũng sẵn sàng hy sinh tất cả để đi cho trọn cuộc tình với lại Hồng Loan. Tôi nghĩ cô này bảo vệ Hồng Loan đến mức đó. Mặc dầu nhiều người trên mạng xã hội này dùng những danh từ rất là láo xược dành cho Hồng Ni, như là con quả đen hay là con mã lai hay là những chứng cứ này kia là kết sắt. Và chúng ta cũng sâu chủ lại, một người tội phạm thì không thể nào đi đây đi đó, đi bên Mã Lai rồi đi qua bên Úc, đi bằng ghế thẳng thương gia. Một người tội phạm thì không bao giờ có lòng tốt giúp biết bao nhiêu người ngư dân trở về Việt Nam. Một người mà gian ác, một vị đại xã hội đen thì không thể nào giúp cho bao nhiêu người lấy lại số tiền của mà bị người khác lừa gạt. Phải không các bạn? Và còn dưới trướng của mình còn giúp biết bao nhiêu người có công ăn việc làm. Còn một người thì nói là mình đi tìm công lý, đi tìm chính nghĩa mà là bị án treo, không đi đâu được hết. Giống như một con ếch ngồi ở dưới đá giếng nhìn sao trên trời mà biết rằng ngôi sao này bự hơn ngôi sao kia, ngôi sao này là ngôi sao gì, ngôi sao tên gì, ngôi sao kia là ngôi sao tên nọ, chả có biết cái gì hết, mà lúc nào cũng là quên quang tự đắc. Xã hội thì nó cái gì đấy các bạn? Tôi thấy nếu mà Hoa hậu Phương Lê mà có dùng cái số tiền gì đó hay dùng cái ảnh hưởng về kinh tế rồi giúp cho đưa cho ai đó, chứ phải gọi là giúp, cũng cái giúp mà kiểu mà giúp lén đấy các bạn. Tôi nói nếu thôi nha, tại vì nhiều lời bình luận quá. Thực ra chúng ta cũng phải có một cái sự thắc mắc. Mặc dù chúng ta chưa khẳng định, nhưng mà xét về cái khía cạnh của cái câu chuyện lộ ra những ghi âm, lộ ra những cái chiếc xích camera này kia nọ, thì chúng ta thấy rằng ủa tại sao đến với lại những cái YouTuber bẩn, thì chỉ có cách là người chủ nhân của nó đưa đến mà thôi. Phải không quý vị? Vì một chút xíu hiềm tị, vì cái lòng ganh tị sân si của mình mà đi hại những người mà mình đã từng nói tiếng yêu thương, thì tôi nói cho rằng đây là sự thất bại cuối đời của những người đó, sẽ ngóc đầu lên không nổi. Và trong những ngày tháng gần đây thì thật sự thì nếu mà chúng ta không muốn nói thì thôi, chứ mà báo chí cũng đã từng nói rồi, họ làm hơi lố quá trong mọi câu chuyện. Hơi lố, quá lố đi, chứ không phải là hơi lố nữa. Còn theo dõi tất cả các YouTuber đến và ủng hộ cho Hồng Loan, đều được chú Năm phù hộ, được nhiều khán giả đăng ký và theo dõi. Đó là lời của Nguyễn Quyên. Phạm Thị Hồng Nhân: tôi thấy thằng hai bóng này nó sống không có tình nghĩa, chỉ vì tiền mà bỏ em mình đi ung dung với là con bông hậu thì không được. Có cái clip hắn nói với con bông hậu là nếu như anh có vợ thì em không phải là người anh chọn, mà sao bây giờ là như vậy. Cái đó là người ta nói thôi, còn người ta làm là chuyện khác. Chia sẻ thông tin 2024: chúc mừng kênh anh tăng vọt lượt đăng ký. Em thấy cuối drama rất khó biết ai là thật và ai là giả. Em đã ngừng rồi, vì khi nghe Lê Tính, Phương Anh, Vũ Việt Bân, em thấy ai cũng có cái sai, nhưng mà ai cũng có cái lý của họ khi nói. Nhưng Hồng Loan chắc chắn sẽ thắng trong vụ kiện dân sự. Chị Lan Đoàn: hoan hô anh Kali, tìm hiểu chính xác rồi viết lên bài cho anh Hài thức tỉnh. Bạn Win Win: con Hồng Loan là người vô ơn phản phúc, không ngờ nó lại vô ơn với anh Hai. Không ngờ cộng đồng mạng lại tin con Ni và Hồng Loan tính tình xấu xa quá là vô ơn. Ai vô ơn bạn ơi? Bạn thấy Hồng Loan có bao giờ nói xấu anh Hai không?
Hồng Loan có bao giờ lên trên mạng nói xấu Mi Sinh Thiện và Hoa hậu Phương Lê chưa? Nhưng mà những người kia thì có. Tôi thấy cái điểm này nó khác ha. Hồng Loan thì lên trên mạng khi mà ấm ức chuyện gì thì chỉ có biết khóc. Và lên trên không gian mạng bán hàng cũng như những lúc tâm sự thì cô ấy rất nhỏ nhẹ và cảm ơn các chú bác, anh chị em đã ủng hộ cho cô ấy trong những tháng ngày qua để cô ấy có công ăn việc làm, có thu nhập để nuôi 5 đứa con. Ở thời đại này mà một người phụ nữ làm với cái khả năng lao động của mình, nuôi 5 đứa con, chăm sóc cho chồng, cho ba chồng và cả người thân của mình thì cũng ít lắm các bạn, cũng không có nhiều đâu. Với lại một Hồng Loan không biết xe xua, không có biết xa hoa, không có biết xài hàng hiệu, khi mua những món hàng ở Úc tưởng là rẻ, thử ra khi mà ra hỏi với cái giá hàng như vậy thì trả lại liền và không dám xài cho chính bản thân của mình những cái món hàng đó, thì quý vị cũng đã đủ biết rằng như thế nào rồi. Bây giờ không phải là Hồng Loan không thể nào mua được những cái hàng hiệu, những chai dầu thơm đắt tiền được chứ, nhưng mà cô ấy không mua, cô ấy không dùng. Không phải là cô ấy không có khả năng, nhưng mà tại sao cô ấy làm vậy thì các bạn cũng đã đủ biết rồi phải không? Ai mang lại cho Hồng Loan những giọt nước mắt gần đây nhất? Ai nói xấu Hồng Loan trên mạng xã hội? Ai bêm Hồng Loan? Ai đi nói em của mình với một người xa lạ, một người không thể giúp gì trong cái drama này? Bạn nêu ra cái xấu xa của Hồng Loan và Ni cho tôi coi xem coi. Cái xấu của Hồng Ni là vô nhà người ta lấy cái xác đó hả? Vâng, Ni có đi với lại cảnh sát Mã Lai, có vào nhà người ta lấy cái xác, nhưng những cái số tiền đó trả lại cho những người bị người ta gạt từ Nam cho tới Chí Bắc luôn. Nếu không có Hồng Ni lấy cái kết sắt đó và lấy tiền trả lại cho những người bị gạt thì bạn có biết rằng gia đình của những người bị gạt phải nguy hiểm cho tới mức độ nào không? Nhiều khi người ta mượn tiền của giang hồ đó, trả tiền lời từng ngày từng tháng một đó. Có những vợ chồng sắp sửa bị chia tay vì tiền bạc. Rồi có những người bà mẹ phải bệnh viện nặng, nằm trong bệnh viện không có tiền trả đó. Bạn có biết như thế không? Bạn có tìm hiểu được cái sâu xa chưa? Hay là bạn chỉ nghe được phiến diện một bên? Hay là bạn chỉ ăn được một bữa ăn, một bữa chầu nhậu, một bữa chơi bời quá đáng, rồi bạn chỉ biết có một bên mà thôi? Có đôi lúc chúng ta đến với cái drama này không phải vì cái lợi của mình, mà chúng ta chỉ thấy chướng tai gai mắt, và chúng ta cũng không thể nào chịu đựng được những con người ức hiếp một con người khác, chỉ thế thôi. Bạn Lê Hồ Hoàng có nói những người mà ngồi nghe nó nói biết đúng sai, nhưng đó là ganh ghét, thấy con người ta làm ăn được trù dập tơi tả, đúng là lòng người. Tôi ghê tởm những con người có tấm lòng xấu xa và thối nát. Người trong cuộc còn quay xe, huống hồ chi người ở ngoài. Hồng Ni và Hồng Loan hãy cố gắng lên. Với những người như vậy coi như là nùi giả rách, lúc nào cũng ở dưới chân để cho người ta giẫm đạp mà thôi. Bạn nói chút xíu cái đoạn đầu tôi tưởng là bạn bên dịch cho những người xấu chứ, nhưng mà không phải. Có nhiều khi các bạn biết chấm phẩy đó, có thể là lỗi của mình đi, vì nhiều khi mình tiếp thu cũng hơi chậm. Nhưng mà câu sau thì biết rằng là rất có nhiều người vẫn ủng hộ cho Hồng Loan và Hồng Ni từ đầu cho tới cuối.
rất có nhiều chuyện mà khi mà tôi nghe những clip của cô Hà Mã nói, nó nghe rất là chướng tai gai mắt. Cô ấy đã có một cái số lợi nhuận rất lớn từ phía ai đó, tôi nghĩ rằng là chắc lại có rất nhiều, và lượt view cũng lên, tại vì những người mà từ giả cái drama này cũng như là Thái Dương nè, Trang Vina nè, người ta nói khi mà người ta quay xe, bây giờ những nhiều kênh người ta bỏ rồi, bây giờ cô này cổ quay xe cái thời gian cuối cùng cổ với lại cái ông đạo diễn Sà Bèn ra, thì ở phía bên kia người ta dồn lại người ta coi, cho nên lượt view càng lên cao, càng lên cao thì họ càng hăng hái chửi, mà càng chửi càng nhiều thì càng có tiền, nhưng mà có nghiệp cũng đi theo với họ luôn đó. Thì tôi nghĩ rằng trước sau gì họ cũng ăn những lá đơn từ nơi Hồng Đi và Hồng Loan mà thôi, thì để cho cơ quan chức năng người ta xử lý, chứ mình đối đáp với những người này thì nó uổng phí công sức lắm, phải không các bạn ha. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ, và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong một cái video lần sau nha. Cảm ơn tất cả đã đăng ký cho mình rất là nhiều